Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thành tựu thiện căn công đức như thế, tùy theo chỗ thọ sanh thường được tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng thấy sắc xấu, chẳng nghe tiếng ác chẳng ngửi mùi hôi chẳng nếm vị đắng chẳng xúc chạm điều khó chịu thường chẳng suy nghĩ pháp chẳng như lý chẳng bao giờ ra lìa chư phật thế tôn từ cõi phật này đến cõi phật khác gần gũi chư phật trồng các thiện căn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật vì sao kiểu thi ca vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đối với vô lượng vô số vô biên thiện căn công đức của đại bồ tát tối sơ phát tâm xanh tùy hỷ sâu xa hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thường đối với vô lượng vô số vô biên thiện căn công đức của đại bồ tát đã trụ sơ địa cho đến thập địa phát xanh tùy hỷ sâu xa hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thường đối với vô lượng vô số vô biên thiện căn công đức của đại bổ tát nhất sanh bổ xứ, phát sanh tùy hỷ sâu xa hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, do nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ nhân ấy thiện căn tăng trưởng, mau gần quả vị giác ngộ cao tột, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi, thường độ vô lượng vô số vô biên các loại hữu tình, được nhập cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Vì vậy này kiểu thi ca, các thiện nam tử thiện nữ nhân Đối với thiện căn công đức của đại bồ tát sơ phát tâm nên sanh tùy hỷ, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, khi hồi hướng chẳng nên chớp trước ngay tâm lìa tâm, cũng chẳng nên chớp trước ngay tâm tu hành, lìa tâm tu hành. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với thiện căn công đức của đại bồ tát phát tâm đã lâu nên sanh tùy hỷ, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi hồi hướng chẳng nên chấp trước ngay tâm lìa tâm cũng chẳng nên chấp trước ngay tâm tu hành lìa tâm tu hành các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với thiện căn công đức của đại bồ tát bất thối chuyển nên sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi hồi hướng chẳng nên chấp trước ngay tâm lìa tâm cũng chẳng chấp trước ngay tâm tu hành lìa tâm tu hành các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với thiện căn công đức của đại Bồ Tát Nhất Sanh bổ xứ nên sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi hồi hướng chẳng nên chấp trước ngay tâm lìa tâm, cũng chẳng chấp trước ngay tâm tu hành lìa tâm tu hành. Nếu thường không có sự chấp trước như thế, tùy hỷ hồi hướng thì mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, độ các trời người A Tố lạc vân vân khiến thoát sanh tử được vui niết bàn lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát dùng tâm như huyễn mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao ông có thấy đại bồ tát bằng với tâm như huyễn chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không con chẳng thấy huyễn cũng chẳng thấy có tâm như huyễn